Vâng, này, xin chào toàn thể các bác. Hôm nay bên em mới về một số vật tư về con ong lộn. Thì hôm qua video này em xin giới thiệu một các bác nào cần thì liên hệ với số điện thoại em để bên dưới. Em sẽ tư vấn các bác cụ thể và hàng để sẽ ship tận tay các bác nhé. Trung tầng bên em thì đã rất nhiều bác mua rồi. Trung tầng rất là đẹp luôn. Đây các bác nhé, loại đẹp đây ạ. Thì một cái hộp chân tầng này các bác mà yêu cầu mà đóng 50 chiếc thì cũng có loại 50 chiếc một thùng, một có loại thì 100 chiếc một thùng nhé, rất là tiện để phục vụ các bác cái vụ chia đàn sắp tới này. Và dao thì dao nhà em là hàng đặt bằng thép nha các bác nhé, dao này rất là sắc, dao bằng thép chứ không phải dao inox nhé, dao bằng thép các bác ạ. Số lượng rất là nhiều, các chỉ cần gọi điện thoại đến nhà em sẽ tư vấn và đóng hàng gửi tận tay các bác và những chiếc máng ăn nhé. Máng đây này các bác này, máng lại dày rồi. Dây thép loại này nha các bác, và áo đây các bác này, áo liền mũ màu vàng ghi rất chi là dày dặn mà đẹp. Đây các bác nhé, đây trước là một tấm lưới trong suốt màu đen, lưới viền thì được may bông, và mũ đây các bác nhé, mũ là một tấm cái mũ vành rộng, bên ngoài nó là vành thép thì là chắc chắn, mũ này là mũ vành rộng các bác ạ. Cái đợt ra đợt trước thì nó nhỏ hơn, cái mũ rộng này thì độ thoải mái hơn, giá cả thì rất là hợp lý thôi. Các bác mà mua vài sản phẩm mà cho vào một cái thùng ong hay là gì đó thì hợp lý, mà cước thì lại không hết đáng bao nhiêu. Cầu các bác nhá, cầu đi theo thôi, cầu đây em để mang một chút ra này cho các bác xem. Nếu mà các bác báo số nhiều thì bao nhiêu khó ạ, chứ để nhiều nhá. Và thùng quen mật thì không để thiếu trong cái thùng quen mật sắp tới rồi. Thùng quen mật này thì để các mẫu thùng quen mật, nó có thùng 2, thùng 3, thùng 4 và thùng 6 các bác ạ. Chất liệu là inox 304, không nhiễm không dính, cũng như những cái video khác em giới thiệu các bác rồi. Và thùng lui các bác nhé, đây là thùng quay, thùng lui đây ạ, thùng quay mật, chất liệu rất chi là đẹp. Đây các bác nhé, và chặn quản chúa thôi em mới cho các bác cùng xem. Chắn cửa nha các bác nhá, chắn cửa này, chắn cửa kim vi trùng, kim vi trùng các bác nhá, quản chúa này, quản chúa gỗ nghiến, và dọ chúa nhựa, dọ chúa sắn nha các bác nhá. Thì các bác xem cái video này mà bác cần cái sản phẩm gì thì cứ alo đến cái số điện thoại em để bên dưới nhé. Bên em sẽ tư vấn các bác cụ thể, hàng sẽ ship tận tay các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Và phấn hoa bột đậu tương, tất cả về con ong lộn các bác cần sản phẩm gì thì cứ báo lên bên em.
Vâng, em cảm ơn các bác đã xem cái video này. Các bác xem video thì ấn chuông và ấn vào đăng ký để ủng hộ em giới thiệu các bác những sản phẩm tốt nhất của bên em nhé. Bình khói thì được làm trong một cái hộp như này, thì em gửi cho các bác nó sẽ làm ở trong này nhé. Bình khói thì chất liệu rất là ok rồi, vải inox đẹp nhất luôn. Bình khói đây các bác nhé, chất liệu inox dày nhất, đẹp nhất đây ạ. Các bác xem video ấn chuông và ấn đăng ký để mỗi ngày em được giới thiệu các bác những sản phẩm tốt nhất của bên em. Vâng, em xin chào các bác, cảm ơn các bác đã xem video của em.